Kể từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11, Anpad hân hoan chương trình hậu khai trương giảm sương sương chục triệu, giảm giá rất nhiều các mẫu màn hình, mua bao nhiêu inch giảm bấy nhiêu tiền. Đặc biệt giảm giá cực sốc các mẫu màn hình đến từ Samsung. Ví dụ điển hình như mẫu màn hình 49 inch giảm giá chỉ còn 16 triệu đồng. Khi mua các sản phẩm laptop ngoài được giảm giá ra, anh em sẽ nhận được thêm sản phẩm máy lọc không khí trị giá lên đến 3 triệu đồng. BBC nhận quà cực chất hoàn tiền lên đến 60 triệu đồng, chỉ cần mua một bộ PC từ 5 triệu đồng trở lên thôi, anh em đã nhận được cơ hội hoàn tiền và hoàn tiền tối đa lên đến 55 triệu đồng hoặc 60 triệu đồng tiền quà tặng. Còn nếu như anh em cần mua cho mình một combo bàn phím chuột hay ghế game thì trong chương trình khuyến mãi tháng 11 này sẽ có đầy đủ các combo giảm giá từ chuột, bàn phím, ghế game, vỏ cây, nguồn, chưa kể còn đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Corsair, Decracer, HyperX, Kingston với mức giá được hướng đến là không đối thủ. Giảm giá các mẫu card đầu bảng cực hot trên thị trường hiện nay như RX 570, 590, GTX 1660, 1660 Ti, kể cả các mẫu RTX và các bo mạch chủ. Thêm vào đó là vô vàn nhiều các chương trình khuyến mãi khác theo kèm như máy in, máy chiếu, các bộ phát Wi-Fi. Anh em hãy tới ngay các showroom của Anpad Computer để được hưởng ưu đãi một cách phục vụ tốt nhất. Link chi tiết của chương trình mình sẽ để lại ở ngay dưới comment video.